Ngày 9 tháng 4, cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã thực hiện lệnh bắt giữ, tạm giam với Nguyễn Thành Tín liên quan đến vụ án nhận hối lộ của ông Phạm Ngọc Phượng, Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi, mà cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố trước đó. Mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Tín về tội đưa hối lộ theo Điều 364 Bộ Luật Hình sự 2015. Tuy nhiên, Nguyễn Thành Tín đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ra quyết định truy nã. Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Tín trú tỉnh Quảng Ngãi tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi bắt giữ, Nguyễn Thành Tín được di lý về cơ sở giam giữ tại Đà Nẵng để điều tra.